Chào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ làm video nói về việc chúng ta sử dụng hoặc là câu lệnh của Deepak để hỗ trợ định dạng USB hoặc thẻ nhớ khi bị lỗi ZXEY Protected. Ở đây mình chỉ làm hai cái video, một là sử dụng về Deepak và một là sử dụng về SD card formatter. Đấy. Cái này mình làm là song ngữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đầu tiên mình sẽ nói về Deepak đây. Để sử dụng về câu lệnh của Deepak này, đầu tiên mọi người nhấn tổ hợp phím Windows và chữ R, gõ chữ CMD rồi nhấn Enter, gõ Deepak rồi nhấn Enter, sau đó chọn Yes và Enter lần nữa. Lúc này sau khi mình gõ xong rồi, nó sẽ hiện lên một cái bảng Deepak mới. Đây, mình sẽ thao tác luôn cho mọi người xem. Mình nói thêm về cái ứng dụng Deepak này thì sau khi mọi người gõ xong toàn bộ câu lệnh rồi thì mọi người lại phải rút thẻ nhớ ra, thẻ nhớ hoặc là USB ra cắm lại và định dạng lại thì mới được. Chứ còn nếu như mà mọi người chỉ gõ đến câu lệnh này xong thì vẫn chưa chưa USB hoặc là thẻ nhớ đấy vẫn chưa được định dạng đâu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm theo cái bảng này. Đầu tiên nhấn tổ hợp phím Windows chữ R CMD bấm Enter. Ok. Gọi chữ Deepak này. Chuyển chế độ soạn thảo về tiếng Anh nhé. Enter. Đấy. Bấm Yes. Nó sẽ hiện ra một cái bảng là Deepak EXE. Và sau đó mọi người thực hiện. Tiếp theo. Có chữ lít đít nhỉ. Enter. Ở đây nó sẽ hiển thị lên ổ rồi. Ổ 1, ổ 0, 1, 2, 3. Thì ở đây ổ 0 là chính là ổ cứng của máy này. Của máy tính này. Ổ 1 là thẻ nhớ của mình nhỉ. Là thẻ nhớ 32 GB à. Và ổ 2 là USB loại 16 GB, và ổ 3 là USB loại cũng 16 GB. Còn đây là dung lượng thực tế của nó nhé, mình có thể sử dụng. Như cái loại 465 này là ổ cứng loại 500 GB ấy. Đây, bây giờ mọi người sẽ bấm Select it. Và sau đó chọn chọn ổ nào. Mọi người phải để ý kỹ nhé, mọi người mà bấm vào ổ số 0 này là thôi hỏng bét đấy.
cái x này, cái x này có nghĩa là số thứ tự của ổ, có nghĩa đây là số thứ tự này, mình chọn ổ số 1 rồi bấm enter. Enter. Ổ số 1 đã được chọn. Bây giờ bấm tiếp theo là có từ. Đấy. Sau khi mọi người gõ xong, bây giờ mình sẽ rút thẻ nhớ ra, rút thẻ nhớ ra. Đây, mở. Mọi người bấm xong rồi nhé. Trên này vẫn còn này, vẫn còn các thông tin, nó chỉ là hỗ trợ để cho mọi người mà format một cách thông thường thôi. Sau đó mọi người format. Có nghĩa là mình khi mình sử dụng cái dictpad này thì là hoặc thẻ nhớ hoặc là USB là nó không thể format được một cách thông thường như thế này, mà nó sẽ báo cái lỗi là the disk is wipe protected này. Này, nó sẽ báo lỗi này cho mọi người. Cái này có nghĩa là thẻ nhớ của các bạn đã được bảo vệ. Khi nó đã được báo cái lỗi này cũng có thể là do virus, cũng có thể là trên thẻ nhớ hoặc USB nó chỉ cho phép mọi người đọc thôi. Nếu như mọi người kiểm tra mà cũng không phải là ở chế độ đọc thì đã dính virus hoặc là một cái mã nào đấy thì người ta khóa lại rồi. Mọi người có thể dùng cái câu lệnh của Deepad này để mở lại. Mọi người nhớ nhé, sau khi mọi người gõ được thực hiện các bước này từ 1 cho đến 7 xong, sau đó mọi người nhớ là phải rút thẻ nhớ ra rồi cắm lại và định dạng thì nó ok. Chứ còn cái này nó chỉ gọi là xóa hết các mã bảo vệ hoặc là các virus các thứ để nó xóa hết thôi, chứ còn nó không thể là định dạng cho mọi người được, có nghĩa là nó hỗ trợ định dạng
phần mềm DeepPath này thì nó chỉ là hỗ trợ định dạng cho mọi người xem, à, mọi người ấy thôi. Đây phần này mình viết lại bằng tiếng Anh qua Google dịch cả thôi chứ còn tiếng Anh của mình kém lắm. Đây, trên là tiếng Việt, dưới là tiếng Anh. Bây giờ thì là USB hoặc thẻ nhớ của các bạn đã có thể sử dụng một cách thông thường rồi. Video tiếp theo mình sẽ nói về cách sử dụng SD card formatter để format USB hoặc thẻ nhớ khi bị lỗi disk UI protected. Nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy theo dõi video của mình tiếp theo nhé. Và cho bình luận đánh giá để mình tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.